các vị hương thân phụ lão, cảm tạ mọi người hạ cố đến dự hôn lễ của con trai ta. Tại đây, lão phu kính mọi người một ly. Mọi người nhớ phải ăn uống thỏa thích nhé. Được. Chúc mừng, chúc mừng. Đại sư Mao Sơn đến. Thì ra là đại sư Mao Sơn. Đại sư Mao Sơn có thể đến dự hôn lễ của con trai ta, chúng ta vô cùng vinh dự. Dễ dàng quá. Con trai gốc, mau chào hỏi đại sư đi. Đại... Ăn chuối đi. Ta không tới đi tìm ngươi. Điện, điện. Chém yêu trối tà, hung quế lui ra. Đạo khí trường tồn, pháp lệnh thái thượng lão quân. Mao Sơn đại sư. Không hổ là đại sư Mao Sơn, quả nhiên pháp lực vô biên. Vì cổng con thôi, không đáng nhắc đến. Quỳnh đang làm gì vậy? Không có gì. Quỳnh Lão Tam, Quỳnh làm gì thế? Quỳnh Lão Tam, Quỳnh còn như thế, ta hét lên đấy. Quỳnh Lão Tam, trả lại gương của ta đi. Để hét vô ích. Quỳnh Lão Tam, để tỉnh lại. Ta muốn lấy lại gương của mình. Để tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Yêu của ta, có nhìn thấy gương của ta không? Quỳnh Lão Tam, ta mơ thấy một điều cơ mật, không biết có nên tiết lộ hay không. Chớ nên tiết lộ. Ta mơ thấy ta trở thành đại sư Mao Sơn. Đệ ấy, ngày nào cũng mơ cùng một chức, chắc chắn để mắc bệnh rồi. Chờ sắp tới, sau khi ta trở thành đại sư Mao Sơn, ta sẽ ưu tiên khám chữa cho đệ. Quyền Lão Tam, huynh đỡ ta dậy trước. Ta đau yêu. Quyền Lão Tam, huynh đừng bới đồ của ta. Ta...
Quyền lão tam, huynh bổ xuống cho ta. Ta nói với đệ bao nhiêu lần rồi, công pháp Mao Sơn chúng ta chú trọng nội tu tâm cảnh, ngoại tu gân cốt. Ngày ngày để làm mấy thứ kỳ quặc quái quỷ này có tác dụng gì? Chủm chuệ tu di thông thiên kinh lôi Mao Sơn của ta. Quyền lão tam, ta liều mạng với huynh. Ta đệ, đệ, ôi yêu ta, đệ gỡ găng tay phải ra từ lúc nào thế? Tay phải đệ không chạm vào gương hàng băng phích lịch quyền vũ nô địch thông thiên của ta đấy chứ. Không kịp rồi, đại hội Mao Sơn. Quyền lão tam, mau đỡ ta dậy, ta phải đi tham gia đại hội Mao Sơn. Quyền lão tam, ta chạm vào gương của huynh rồi, nó sẽ bị mất khống chế bất cứ lúc nào đấy. Nó mất khống chế rồi. Đại sư Mao Sơn, đại sư Mao Sơn, đại sư Mao Sơn. Quyền lão tam, huynh đừng đi mà, đỡ ta dậy đã. Quyền lão tam, để trúng phải dàn khí quyền băng của Dân Quyền, để ấy không xảy ra chuyện gì đấy chứ. Không đâu, trình độ này chắc chỉ là pháp khí của đệ ấy mất khống chế thôi. Đệ chắc chắn không sao chứ? Đại sư huynh yên tâm, chắc đệ ấy sắp đến rồi. Ta nói không sai chứ? Đại sư huynh, bọn ta là huynh đệ ruột, tâm linh tương thông. Đại hội Mao Sơn sắp bắt đầu rồi, mong ngồi vào chỗ đi. Phúc thọ vô biên, thiên đạo hữu thường, nay lại tròn 60 năm. Mao Sơn Tông chúng ta sẽ chọn ra một đại sư trưởng môn Mao Sơn mới vào hôm nay. Đây là nguyên khí đan, báu vật trấn pháp của Mao Sơn Tông. Đan này kết nối với linh khí vạn vật trong trời đất, tập hợp khí âm dương ngũ hành. Xưa nay do trưởng môn tông ta nắm giữ, Dân Tung, Dân Diêm, Dân Quyền, ba con là thanh niên tài năng sáng láng của tông ta, đã trổ hết tài năng nổi bật sau những cuộc tuyển chọn lúc trước, công lực vượt trội, có cả đức lẫn tài. Hôm nay các con hãy bộc lộ tài năng, dốc hết sức để thể hiện tinh túy của công pháp Mao Sơn. Người giành được nguyên khí đan sẽ trở thành trưởng môn mới của tộc ta, tức là đại sư Mao Sơn. Dừng, vậy bắt đầu đi. Tiêu rồi, chắc chắn không tới kịp rồi. Chỉ đành dựa vào ngươi nhé, xin ngươi lần này đừng mất khống chế. Di chuyển bằng gió.
huynh là ca ca ruột của ta mà còn cướp với ta. Sư phụ bảo ta dốc hết sức lực. Đệ đệ, chờ ta cướp được đan rồi tặng lại cho đệ được không? Hai sư đệ nhường rồi. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Mau tránh ra. Còn sống không? Ta vẫn sống. Quyền Lão Tam, người này e là lành ít dữ nhiều. Không phải đâu. Nhìn con người mắt ta chuyển động nhanh chưa này? Kinh mạch toàn thân người này đều bị ăn mòn, chữa trị cũng chỉ là phụ trợ. Chắc là chỉ đành trông chờ vào lòng ham sống của hắn thôi. Lòng ham sống? Phải, lòng ham sống. Sư phụ, đại sư huynh, mau cứu con. Con còn chưa bao giờ xuống đến sườn núi Mao Sơn. Con còn chưa bao giờ chạm vào tay cô gái. Con còn trẻ như vậy, sao có thể chết được? Đợi đã, phải đổi kiểu ham sống khác. Sư phụ, đại sư huynh, là một đệ tử Mao Sơn, con còn chưa chịu đủ khổ cực, còn chưa ngộ đạo đủ sâu, thậm chí con còn chưa có cơ hội cứu thế cứu dân. Trách nhiệm của con nặng nề như vậy, không thể chết như thế được. Quả nhiên có tác dụng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta tỉnh rồi. Tỉnh rồi à, tiểu sư đệ? Thả ra. Xin lỗi. Sư phụ, đây là độc trùng nhện. Độc trùng nhện? Chẳng phải độc này đã biến mất từ lâu rồi sao? Độc này đã biến mất mấy trăm năm ở Trung Nguyên. Theo truyền thuyết, hơn 100 năm trước, nó lưu truyền ở Đông Doanh, kết hợp với nhẫn thuật của Đông Doanh. Thế nên độc này càng âm hiểm hơn. Sư huynh, chuyện gì thế này? Chúng ta đang luyện công ở trường trúc, người đây lăn từ trên núi xuống, kết quả là ngã ngất đi. Ta và dân quyền khiêng hắn về đạo quán, mời sư phụ khám chữa. Vậy để thì sao? Để ngoài việc tỳ vị không điều hòa, tiêu hóa kém ra, để chẳng sao hết. Tiêu hóa kém cũng không phải chuyện nhỏ. Tỉnh rồi, sư phụ. Đây là đâu? Đây là Tam Thanh Quán ở Mao Sơn. Đa tạ đại sư đã cứu. Vị hàng xóm này, có thể nói cho chúng ta biết ông bị trúng độc thế nào không? Nói ra thì xấu hổ. Vốn dĩ ta là thầy lang trong giang hồ, thỉnh thoảng giả làm đạo sĩ, kiếm chút thu thập thiên. Hôm đó ta đến thành Giang Châu. Đi. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh. Đại sư, vậy là được rồi sao? Cô nương, lệnh tôn mắc bệnh sức nặng, lần này làm phép đã tốn rất nhiều tu vi, chi phí này ta khó khăn lắm mới thoát ra khỏi thành Giang Châu. Ta không ngờ chính bản thân mình cũng trúng độc. Trúng độc gì? Độc nhện. Độc nhện. Nghỉ ngơi đi. Cảm ơn đạo trưởng. Ông nằm xuống nghỉ ngơi. Các con đi theo di sư. Chuyện Giang Châu khiến ta rất lo lắng. Sư phụ, đệ tử nguyện đi tới Giang Châu điều tra chân tướng, giúp người dân trong thành.
Con cũng đi cùng, con cũng đi. Sư phụ, con cũng rất muốn đi, nhưng suy xét đến công pháp và trình độ của bản thân, e là chỉ thêm phiền phức cho các sư huynh. Thế nên sư phụ, con quyết định. Được rồi, vì sư quyết định, đại sư Mao Sơn mới sẽ dẫn cả nhóm đến Giang Châu. Tuyệt vời. Sư phụ, ai là đại sư Mao Sơn mới vậy? Con. Vì sao? Sư phụ, người không nhầm chứ? Dừng lần đã chiếm được nguyên khí đan, tất nhiên là đại sư Mao Sơn. Để xem, sư phụ không nhầm chứ? Nhưng mà sư phụ à, Dừng lần lấy được nguyên khí đan hoàn toàn là một bất ngờ. Trên thế gian này không có việc gì là bất ngờ. Vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Nếu ông trời đã chọn Dân Lăng làm đại sư Mao Sơn, tất nhiên có đạo lý riêng. Nay độc trùng nhện cực kỳ hiểm ác, Dân Lăng, con là đại sư Mao Sơn, tất nhiên không thể thoái thác trách nhiệm. Nhưng sư phụ con, Bạch Hổ xếp trước, Chu Tước hiệu triệu, Nguyên Vũ Quy Nguyên, Thanh Long lớn mạnh. Ta đã liên kết nguyên khí của bốn người các con. Lúc gặp nguy nan, các con cũng dễ phối hợp. Dừng lần, mặc dù trong người con có nguyên khí đan, nhưng tu vi còn yếu. Mọi chuyện còn phải nhờ ba sư huynh con chăm sóc. Các con bốn người hợp làm một, tương trợ dìu dắt nhau, nhất định phải giúp bách tính Giang Châu vượt qua kiếp nạn này. Dân sư phụ đệ tử xin tuân lệnh. Ca, huynh nói gì đi chứ? Đệ tử xin tuân lệnh. Chuyện không thể chậm trễ, sáng mai các con hãy khởi hành sớm. Dương Lăng, con đi theo ta. Cung tiễn sư phụ. Không ngờ cái tay gây họa kia lại trở thành đại sư Mao Sơn. Đúng đó, tay hắn chạm vào cái gì thì thứ đó mất khống chế. Đâu chỉ là mất khống chế, lần trước lúc hắn luyện pháp quyết suýt nữa thì tung cả nóc Tam Thánh Quán. Cái gì? Thế nên lẽ ra hắn không nên là đại sư Mao Sơn, phải là đại sư phá núi mới đúng. Sư phụ, đại sư Mao Sơn, sư phụ, con Dừng lần, con muốn hỏi di sư cách để chế ngự khí đen phải không? Không phải. Con muốn nói người giao nhiệm vụ quan trọng như giải cứu bách tính cho con, con sợ phụ lòng người mong đợi. Người xem thế này được không? Người truyền danh hiệu đại sư Mao Sơn cho đại sư huynh. Con theo người học pháp thêm mấy năm nữa. Sư phụ gặp đại hạn, sau này con phải tự đi con đường của mình rồi. Sư phụ, người nói vậy là sao? Số mệnh do ta, nên chịu trách nhiệm. Bẩm sinh con mang khí đen, không có nghĩa là tư chất của con thấp hơn người khác. Vô cực đến thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật. Đen là khởi đầu của vạn tượng, cũng là kết hợp của vạn tượng. Trước giờ con quanh quẩn giữa hai thứ này, trong lòng không chắc chắn, không biết phải làm sao. Sư phụ, việc này di sư biết. Thực ra con đã sớm hiểu rõ bí tịch võ công của tông ta, chỉ là bị kìm hãm bởi khí đen không thể khống chế. Nguyên khí đang ngưng tụ nguyên khí ngàn năm của Mao Sơn Tông, người nắm giữ nó có thể hợp nhất với nó. Gặp mạnh sẽ mạnh gấp bội, gặp yếu sẽ bị áp chế ngược. Chỉ khi con xác định rõ tín niệm mới có thể dạng tượng hợp nhất chế ngự khí đen. Quyển tâm quyết tứ tượng nguyên khí này di sư tặng cho con, hãy tìm hiểu lĩnh ngộ. Mong lần này con xuống núi có thể giúp người dân Giang Châu thoát kiếp nạn này. Lên núi chính là để xuống núi, xuống núi cũng là để lên núi.
Tam Thánh Quán. Tới đi. Đại sư huynh, thật là đại sư Mao Sơn, liệu có áp lực lớn không? Có. Vậy liệu có phải cách ăn mặc của ta không được trang trọng lắm không? Xin chào đại sư Mao Sơn. Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng, ta ở đây, ở đây. Dương Lăng, nửa đêm nửa hôm để chạy đi đâu vậy? Chuyện gì thế? Không sao chứ Dương Lăng, không sao. Đại sư huynh, xem đây, kiếm Thanh Canh. Cô nương là đệ tử của Toàn Chân, các người là đệ tử Mao Sơn. Cô nương tinh mắt quá, chúng ta đều là đệ tử Mao Sơn. Lần này được biết Giang Châu có trùng độc hoành hành, nên dẫn theo các sư huynh tới đây giúp bách tính Giang Châu giải độc trị thương. Vừa rồi nếu không phải cô nương ra tay kịp thời, ta đã dùng chân để không sợ mất mặt à? Xin hỏi cô nương, cô tới Giang Châu có phải vì chuyện trùng độc không? Ta xuống núi du hành, ngang qua Giang Châu phát hiện trong thành có biến, liền vào thành điều tra. Vì hiện giờ tình hình trong thành thế nào rồi? Trùng độc đã khuếch tán trong thành, ta cùng quân lính Giang Châu chữa trị cho bách tính. Đợi đã, có tiếng đánh vào. Miếu hoàng đế, đi. Miếu hoàng đế. Lưu tướng quân không sao chứ?
không cần đuổi theo nữa. Đây là Lưu tướng quân bảo vệ thành. Lưu đại nhân, chúng ta là đệ tử Mao Sơn, được biết Giang Châu có trùng độc hoành hành, nên có công tới đây hỗ trợ trị thương giải độc cho người dân. Các vị ra tay cứu giúp, tướng thủ thành Giang Châu Lưu Nghị cảm kích vô cùng. Lưu đại nhân, ngài có biết những điên xa Đông Doanh vừa rồi có lai lịch thế nào không? Từ khi trong thành xuất hiện biến cố trùng độc, thỉnh thoảng lại thấy chúng xuất hiện bắt cóc phụ nữ, hành động kỳ dị khó mà phòng ngừa. Nhưng bọn chúng có âm mưu gì? Thứ cho tại hạ ngu dốt, tạm thời vẫn chưa điều tra rõ. Đừng nói nhiều như vậy nữa, mau đi xem những người dân bị thương đi. Đúng rồi, đi. Mời. Giống vậy chúng ta có thể phá tan nơi trị bệnh, tiếc là bị một đám đạo sĩ ngăn trở. Mặc dù hành động không thành công, nhưng đã nghiệm chứng được đám đạo sĩ đó quả thực là đến từ Mao Sơn. Trong đó có một đạo sĩ có công phu vô cùng cao cường, rất có khả năng hắn đang giữ nguyên khí đan. Nếu phải đợi lúc chúng sắp chết mới có thể lấy nguyên khí đan ra thì có lẽ không dễ dàng. Không cần cố tình đối đầu, chúng ta có thể dùng mưu trí. Trùng độc còn duy trì được 4 ngày nữa, chúng ta buộc phải lấy được nguyên khí đan trước lúc đó. Dừng. Dân Quyền, khác chưa? Đây, ăn miếng bánh đi. Dân Quyền, từ sau đại hội Mao Sơn, ta đã thấy đệ có gì đó sai sai. Sao thế? Chẳng lẽ đệ muốn làm đại sư Mao Sơn? Ai mà không muốn? Ai mà không muốn làm đại sư Mao Sơn? Ta không muốn làm đấy. Ta nghĩ ai làm cũng được. Huynh thì ai cũng được, huynh thế nào cũng được. Huynh đấy à, từ nhỏ đến lớn huynh đều không tranh giành háo thắng. Huynh làm ca ca, trên đường đời của ta, huynh đã bao giờ làm tấm gương tốt cho ta chưa? Nếu đệ thực sự muốn làm đại sư Mao Sơn, ca ca có một cách. Ca, sau này chỉ cần không có người ngoài ở đây, ca sẽ gọi đệ là đại sư Mao Sơn, được không? Đại sư Mao Sơn. Huynh được đấy. Đại sư huynh, có biến. Huynh xem, bọn họ đều bị. Xem ra những người dân thành Giang Châu này đều đã bị hạ trùng độc từ lâu rồi. Nếu không diệt trừ nguồn độc, sẽ còn nhiều người bị lây nhiễm. Tướng quân, người trúng độc đã bắt đầu lan ra khắp cả thành rồi. Ta biết rồi. Cứ tiếp tục thế này, e là trong vòng 3 ngày, người dân Giang Châu đều sẽ bị trùng độc ăn mòn. Không sai. Chuyện cấp bách trước mắt là tìm ra nguồn độc trước. Lưu đại nhân, những người dân trúng độc này tụ tập đông nhất là ở đâu? Ở gần phía tây thành. Dân Diêm, Dân Quyền, chúng ta đi tìm nguồn độc đi. Dân, ta đưa binh lính đi cùng các vị. Vất vả rồi Lưu đại nhân. Đại sư huynh, ta thì sao? Để già Thanh là cô nương ở lại đây, những bệnh nhân này sẽ còn tái phát, ở đây cũng cần người chăm sóc. Là đại sư Mao Sơn, làm thế này liệu có ổn không? Dừng lại. Hả? Cẩn thận chút.
Đại sư huynh, Dương Lăng, để biết bản lĩnh trong nhà của đệ là gì không? Trong nhà, không hổ là đại sư Mao Sơn. Các huynh về sớm đó. Từ đường. Giếng nước trong từ đường là nơi tập trung mọi nguồn nước trong thành. Ta nghĩ căn nguyên khiến người dân trúng độc nằm ở đây. Tà khí trong này nặng quá. Mọi người cẩn thận chút. Đi thôi. Mẹ, ngoan đầu, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ngoan, ngoan đầu. Cô bé này quấy khóc đòi tìm mẹ. Trông trẻ con cho kỹ. Giờ mẹ muội đang bị ốm, cần dưỡng thương ở đây. Muội ngoan ngoãn nghe lời bà về nhà trước. Đợi mẹ muội khỏi bệnh, hai người là gặp nhau rồi. Thật không ạ? À? Thật đó. Sao ta phải lừa muội? Mẹ muội vừa uống thuốc xong. Đợi bà ấy uống xong mấy đơn thuốc là có thể về rồi. Ngoan, về với bà đâu. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tạm biệt tỷ tỷ, tạm biệt. Sao cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Tay ta. Tay của ta. Cái này của ta rất nguy hiểm, không được tùy tiện động vào. Nhẹ thôi. Sợ đau thì nói thẳng. Ngươi có hiểu về thuốc không? Tất nhiên ta hiểu. Vậy vừa rồi sao ngươi ăn bảy bước đoạt mệnh tán? Lừa ngươi đấy. Ta biết. Những người bị thương kia có thể tấn công người khác bất cứ lúc nào. Ngươi cẩn thận chút. Quả nhiên vẫn quan tâm đến ta. Lúc cô cầm tay ta có cảm giác gì? Hạ lưu. Sao rồi Lưu tướng quân? Ta đưa ba vị đạo trưởng đến từ đường ở phía Tây Thành. Không biết kẻ địch dùng yêu thuật gì chặn chúng ta ở ngoài cửa. Hơn nữa còn làm huynh đệ của ta bị thương nặng. Thế nên ta chỉ đành tạm rút lui. Ngươi định đi đâu? Đến từ đường phía Tây tìm các sư huynh. Lưu tướng quân ở đây giao lại cho ngài, chúng ta bảo vệ họ. Hai người cẩn thận đó. Đại sư huynh, Dương Quyền, Dương Quyền, để làm gì thế? Ta nói thật với huynh nhé, ta căm hận người ca ca ruột như huynh. Hai ta tâm linh tương thông, huynh bị thương, ta cũng đen đuổi.
Bất kể ta làm việc gì, huynh cũng cảm nhận được, không hề có sự riêng tư. Hôm nay ta sẽ tự tay cắt đứt mối duyên nghiệt ngã này. Dư Quyền, suốt cuộc để bị sao vậy? Được, nếu đệ thực sự hận ta như vậy, đệ hãy giết chết ta đi. Đại sư huynh, ca, ca, Dân Quyền, ca biết đệ luôn muốn làm đại sư Mao Sơn. Ca cũng muốn đệ làm đại sư Mao Sơn, nhưng có nhiều chuyện đều là ý trời, ca cũng bất lực. Đã là lúc nào rồi, huynh nói mấy lời này làm gì? Từ nhỏ đến lớn, ca chưa làm tấm gương tốt cho đệ bao giờ. Được rồi, được rồi, huynh đừng nói nữa, ca biết. Trước giờ đệ không muốn thừa nhận ta là ca ca ruột của đệ. Hôm nay ca quyết định giúp đệ gỡ bỏ khúc mắc này, tự do trở lại. Đừng, đừng mà ca, đừng, đừng. Ca đừng mà. Ta sai rồi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi là ai? Ngươi dốt ta đã tròn 20 năm. Ngươi không nhớ nữa sao? Nói đi chứ. Ngươi là đồ đệ đứng đầu Mao Sơn, khổ luyện công pháp, cần cù tận tụy, có được nguyên khí đan, trở thành đại sư Mao Sơn, vốn dĩ nên thuộc về ngươi. Ồ, không đúng, nên thuộc về chúng ta. Chính vì tên vô dụng này, tên sao chổi này, khiến thứ nên thuộc về ngươi phải chấp tay nhường cho người khác. Có đáng không? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi trừ khử hắn, giết hắn, sau này sẽ sảng khoái. Dừng tay, đại sư huynh. Nếu ngươi là ta, ngươi nên biết ta cần cù luyện công, ép mình nghiêm khắc, không phải để giành được bất kỳ danh hiệu nào. Dương Lăng là sư đệ của ta, chăm sóc, bảo vệ đệ ấy vốn dĩ không cần bất cứ lý do nào. Ta ghét nhất vẻ tự lừa dối người thế này của ngươi. Ngươi thương hắn vì hắn rất giống chúng ta, đều có tuổi thơ bất hạnh, bị cha mẹ bỏ rơi. Ngươi chăm sóc hắn, quan tâm hắn, chẳng qua cũng là vì tìm lại sự an ủi trong lòng ngươi, bù đắp cho vết thương lòng của ngươi. Im miệng. Thiện quá quá giận sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi tự sát tại chỗ. Ngươi chiếm dụng cơ thể này quá lâu rồi, không làm gì cả, những gì còn lại để ta giúp ngươi. Nếu không thì tiểu sư đệ ngươi sẽ chết dưới kiếm đồng tiền của ta. Thế nào, đại sư huynh, cứu ta với. Đại sư huynh. Được, đại sư huynh, đại sư huynh. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, đừng chạm vào họ. Vì sao? Chắc họ đã trúng quyển thuật, nếu cưỡng chế đánh thức sẽ khiến họ bị tổn thương kinh mạch, trở thành người tàn tật. Vậy phải làm sao? Tìm nguồn độc trước đi.
Nhị sư huynh, đừng qua đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, Bạch Hổ xếp trước, Chu Tước hiệu Triệu, Quyền Vũ Nguyên Nguyên, Thanh Long lớn mạnh. Sư đệ, sư đệ, Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng, để không được chết. Dương Lăng, Dương Lăng, đây là đại sư Mao Sơn do trời lựa chọn mà. Dương Lăng, để tỉnh lại đi. Dương Lăng, không sao. Quân vừa nói thật à? Để ta suy nghĩ thêm đã. Đại sư huynh, không sao rồi, không sao, không sao. Thanh Lạc đâu? Thanh Lạc ở đâu? Dương Lăng, ở kia, ở kia. Thanh Lạc, Thanh Lạc. Cô ấy không sao. Không ngờ bọn chúng liên kết nguyên khí lại có thể mạnh mẽ như vậy. Áo giáp của ngài đã ép chúng đến đường cùng, nguyên khí đan cũng đã hiện ra. Chỉ là không ngờ nguyên khí đan lại ở trên người tên yếu nhất. Xin ngài tha thứ, lần sau chúng thuộc hạ sẽ không mắc sai lầm nữa. Thời gian không còn nhiều, không thể xô sức thêm lần nào nữa. Chó, tướng quân, thứ này tặng cho ngài, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta. Được, cảm ơn, đừng khách sáo. Các vị đạo trưởng, bát rượu này kính những huynh đệ đã chết của ta và các bách tính bị trúng độc, cảm ơn các vị. Lưu tướng quân khách sáo quá, bọn ta không uống rượu, thế nên lấy nước thay rượu nhé. Mặc dù chúng ta đã tìm ra nguồn độc, nhưng vẫn chưa tiêu diệt được kẻ địch. Mọi người vẫn nên cẩn thận chút. Quân thủ thành chúng ta sẽ giúp sức lực bảo vệ dân chúng. Nếu các vị có gì giao phó, hãy cứ nói ta. Dễ nói thôi, chúng ta ở đây không thành vấn đề gì hết, đúng không? Đại sư huynh, Dương Lăng, không được khinh địch. Ta có mấy tấm bùa tặng các ngài nhé. Để mau mau, mau cất mấy thứ kỳ quặc của đệ lại đi. Quyền Lão Tam, đồ dông ơn phụ nghĩa nhà huynh, vừa rồi ai cứu huynh? Huynh quên rồi sao? Quên rồi. Ta nói cho hai vị biết, tình hình lúc ấy nguy hiểm vô cùng. Sức mạnh của nguồn độc đó nơi đây tại hạ cũng hiếm gặp. Nguồn độc đó phải to bằng 5 căn phòng này, to bằng 8 căn phòng.
Các huynh đừng cười. Ta nói cho các huynh biết, lúc ta đuổi tới đó, mấy người đại sư huynh còn không cử động nổi, đặc biệt là Quyền Lão Tam, ngất xỉu luôn. Đệ cũng bị nổ cho gây người còn gì. Đó là đệ nghỉ ngơi thôi. Nghỉ ngơi mà còn sùi bột mép. Nhị sư huynh mới sùi bột mép. Tự bóp cổ sùi bột mép. Ngồi cao vậy? Sao cô không ăn cơm? Có phải do đồ ăn Dương Quyền làm không ngon? Ta nhìn ngươi là thấy ăn không ngon. Quả nhiên nấu ăn khó ăn quá. Vết thương của cô thế nào rồi? Liên quan gì đến ngươi? Cô không cần quan tâm ta đâu. Thương tích của ta sắp ổn rồi, liên quan gì đến ta? Vì cô cứu ta nên mới bị thương mà. Ta chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn. Vậy thì khỏi cần. Cô trông xinh đẹp như vậy, còn có võ công cao cường, cô không thể thành khẩn một chút à? Vậy ta thành khẩn nói cho ngươi biết, tránh xa ta ra. Nghĩ một đằng nói một nẻo, ta biết rồi. Vòng cổ của cô đẹp quá, đừng chạm vào ta. Ta có một chiếc y hệt, cô xem. Đúng không? Ta kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Ta không nghe. Vậy ta kể đi. Từ nhỏ đến lớn, cái tai này của ta thường xuyên đem đến phiền phức cho người khác. Chỉ cần nó chạm vào thứ gì, thứ đó không hỏng thì cũng bị mất khống chế. Tóm lại chưa có chuyện gì hay ho bao giờ. Từ hồi rất nhỏ, ta đã bị người nhà dứt bỏ. Sau này được sư phụ nhặt về đạo quán. Kết quả vì khí đen bẩm sinh, luyện công pháp cũng không luyện được. Ngọc bội này do sư phụ tặng chúng ta. Đến người có võ công cao cường như đại sư huynh cũng luôn đeo bên mình. Mặc dù ta biết nó không có tác dụng thực chất gì, nhưng cái trà nó cũng khiến ta nghĩ có người đang nhớ về mình. Vậy nên không có chuyện gì không vượt qua được. Sống vui vẻ có phải tốt hơn không? Sao ta để tâm vậy nhỉ? Cha mẹ ta, ta chỉ nhớ ngày họ đưa ta lên núi, họ cười rất vui. Còn về sư phụ, niềm vui lớn nhất của người chắc là thấy ta không làm theo cảm tính. Chà, câu chuyện của cô hoàn chỉnh quá. Nhưng cô hơn ta nhiều. Ta còn không biết cha mẹ ta trông như thế nào. Mà nói đi cũng phải nói lại, người làm sư phụ ai cũng như nhau. Bề ngoài thì nghiêm túc, nhưng trong lòng thì quan tâm lắm. Chỉ là không nói ra thôi. Hôm đó sự quan tâm của cô dành cho cô bé ấy, và cả lúc ở từ đường cô cứu ta, đều là sự quan tâm mà. Ta nói với ngươi lần cuối, đừng lấy chuyện của ngươi ra nói hùa với ta. Kiểu quan tâm mà ngươi nói, ta chưa bao giờ cảm nhận được. Ta cũng không muốn biết đó là cảm giác gì. Hôm nay trước khi ngươi qua đây, ta vốn đang rất tốt, vì không có việc gì khiến ta tệ hơn được nữa. Sau cùng ta muốn nói với ngươi, vòng cổ ta đeo do chính ta tặng cho bản thân. Chuyện của chúng ta không thể giống nhau được. Lẽ nào cô ấy cũng để tâm? Đại sư huynh, đại sư huynh, you
Mau mau, mau cứu người, dân tướng quân. Bảo vệ dân làng. Chăm sóc cô bé giúp ta. Ngươi triệu tập tất cả quân đệ, cố thủ cổng thành cho ta. Dân tướng quân, rõ ràng giếng độc đã bị phá hủy, vì sao vẫn có thêm nhiều người dân bị trúng độc vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Theo ta điều tra, trong một ngày có mười mấy cô gái bị bắt cóc không rõ tung tích. Lẽ nào những người dân này phát điên là vì những cô gái đó? Không hoàn toàn là vậy. Mọi người nghĩ xem, mặc dù nguồn độc đã bị chúng ta phá, nhưng độc trùng nhện mà bách tính trúng phải lại nghiêm trọng hơn. Việc này cho thấy sức có thể cơ thể mẹ của trùng nhện vẫn tồn tại. Nếu muốn tăng quy lực cần cấp nhiều dinh dưỡng hơn. Chẳng lẽ những cô gái bị bắt cóc là để cung cấp dinh dưỡng cho trùng độc? Chỉ e đúng là như vậy. Ta phát hiện một số manh mối mới dựa trên những cô gái bị bắt cóc. Nếu ta suy đoán không nhầm, cơ thể mẹ của trùng nhện có lẽ là ở nghĩa địa. Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Là tướng thủ thành, ta nguyện trợ giúp các đại sư diệt trừ cơ thể mẹ của trùng nhện. Không, Lưu tướng quân, chuyến đi này có lẽ sẽ là trận độc vô cùng nguy hiểm. Người không có tu vi công pháp e là rất khó đi vào. Huống hồ giờ người dân trúng độc đang rất bất an, Lưu tướng quân nên canh giữ ở đây, bảo vệ những bách tính chưa bị trúng độc. Đây cũng là trọng trách. Lời đại sư ta xin ghi tạc trong lòng. Tại hạ chắc chắn sẽ chờ mọi người quay về. Vất vả rồi. Các đệ cũng chuẩn bị đi. Dương, Dương Lăng. Hả? Chuyến này đệ đừng đi nữa, chờ chúng ta quay về. Đại sư huynh, mặc dù bản lĩnh của ta là trong già, nhưng huynh đừng quên, lúc sư phụ xuống núi đã liên kết nguyên khí của bốn chúng ta, cùng tiến lùi, cùng sống chết. Huống hồ trận pháp tứ tượng mà thiếu ta cũng không phát động được. Hơn nữa, ta cũng không thể chiếm danh xưng đại sư Mao Sơn rồi trốn trong nhà làm kẻ đào ngũ. Đại sư huynh, ta biết huynh lo cho ta. Giờ có nhiều bách tính trúng độc như vậy, có biết bao gia đình ly tán, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Sư phụ từng nói, trách nhiệm của Mao Sơn chính là giải trừ khó khăn cho bách tính thiên hạ. Ta nghĩ có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Chuyến đi này rất có thể, dù một đi không trở lại thì đã sao. Tứ khí cùng gốc, sinh tử cùng nhau. Chính là chỗ này, nghĩa địa. Chỗ này chôn xác loạn thật đấy. Trong trận chiến ở Từ Đường, Thanh Lạc cô nương đã bị thương. Dân Lăng cũng không khống chế được công pháp của mình. Ta thấy nếu không ổn, để dẫn lên về trước đi. Ca, ta xin lời với ca, đã đến đây rồi. Lần sau nói cái quái gì thì nói sớm đi. Ừ, hả? Dân Lăng, chuẩn bị xong chưa? Rồi, đi. Dương Lăng, đợi đã. Sao thế? Không có gì. Đi thôi. Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng. Chuyện gì thế? Dương Lăng, Dương Lăng, sư đệ. Thanh Lạc, Thanh Lạc. Thanh Lạc. Thanh Lạc. Cô không phải Thanh Lạc. Cô là ai? Ta là Thanh Lạc. Ta cũng không phải Thanh Lạc. Tên thật của ta là Sawako, là đại sư
điều khiển con rối ở Đông Doanh. Mục đích đến đây chính là để bách tính của thành Giang Châu trúng độc, trở thành con rối của ta. Nhưng chỉ với năng lực của ta thì không đủ. Ta cần nguyên khí đan của ngươi. Độc trong thành Giang Châu là do cô hạ sao? Không chỉ vậy, đến cả đạo sĩ giả mạo kia cũng là do ta đưa lên Bao Sơn. Ta dự tính được đại sư Bao Sơn biết Giang Châu gặp nạn, chắc chắn sẽ dốc sức tương trợ. Nhưng mà không ngờ đại sư Bao Sơn lại là ngươi. Vậy cô tiếp cận chúng ta cũng là cố ý. Tất nhiên là cố ý. Nhưng lúc ở Từ Đường cô còn cứu ta mà. Ta nói cho ngươi biết, ta không cứu ngươi. Ta cần nguyên khí đan trên người ngươi. Nhưng ai ngờ bốn sư huynh đệ các ngươi nguyên khí liên kết, ta không thực hiện được. Nhưng chính bản thân cô cũng bị thương. Bất cứ việc gì cũng có cái giá của nó. Chỉ cần có thể giúp đại quân Đông Doanh ta dễ dàng sang bằng Trung Nguyên, ta bị thương chút ít cũng có sao đâu. Ngoan ngoãn đừng động đậy, tiếp tới có lẽ sẽ hơi đau đầu đấy. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Đại sư huynh, đừng tốn công vô ích nữa. Trong trận đoạt hồn của ta, trận pháp của ngươi cũng vô dụng thôi. Dù ta chết rồi, vẫn còn các sư huynh, còn các đệ tử Mao Sơn luôn nghĩ cho thiên hạ, và hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ nhiệt huyết chấp nhận đầu rơi máu chảy vì muôn dân. Bọn họ sẽ bảo vệ tốt cho bách tính Giang Châu, sẽ thề chết bảo vệ lãnh thổ dưới chân, sẽ đuổi các ngươi ra khỏi Trung Nguyên. Âm mưu của các ngươi đừng hòng thực hiện được. Bất hạnh thay, sau cùng họ sẽ trở thành con rối của ta, bị ta điều khiển, trở thành đội quân tiên phong cho đại quân chúng ta. Nếu ngươi đã nhắc đến họ, vậy hãy bắt đầu từ các sư huynh của ngươi. Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng, sư đệ, Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng, Dương Lăng. Đại sư huynh, đệ xin lỗi, nguyên khí đan bị cướp đi rồi. Đừng nói nữa Dương Lăng, cố gắng lên. Chúng ta đều bị Thanh Lạc lừa rồi.
rốt cuộc ca có thể giúp được đệ rồi. Cũng là lần cuối giúp đệ rồi. Sau này đệ hãy ca. Lôi động cửu thiên. Đại sư huynh. Đại sư huynh, dừng lần, đi. Các huynh đệ, lần này chúng ta đối mặt không phải là quân địch xâm lược, không phải kẻ xấu giết người cướp của, mà là biết bao người dân vô tội. Bọn họ không phải kẻ địch của chúng ta, chúng ta không thể làm họ mấy may thương tổn. Tại đây Lưu Mỗ cầu xin các huynh đệ chỉ có thể thủ vững, không được tấn công. Dân quyền, báo cho Lưu tướng quân hỗ trợ người dân rút lui. Đi mau. Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Dân Lăng, đệ nghe cho kỹ, giờ chỉ có đệ mới cứu được bách tính Gia Châu. Đại sư huynh, nếu huynh truyền công lực cho đệ, huynh cũng sẽ chết. Dừng tay. Dân Lăng, đệ là người được trời chọn, đệ phải tin vào bản thân. Đại sư huynh, dừng lăng, đệ phải sống. Sư phụ, di sư từng nói với con, khí đen bẩm sinh không có nghĩa là tư chất của con thua kém người khác, nhưng không nói cho con biết, khí đen thực ra chính là một năng lực tối cao vô thượng. Lúc đó chưa phải thời khắc mấu chốt, tín niệm của con chưa đủ để chế ngự. Giờ đã là lúc rồi. Vô cực hay là thái cực, là dạng tượng hư không hay dạng tượng hợp nhất, đều nằm trong một ý nghĩ của con. Dừng lăng, đừng làm mọi người thất vọng.
Dương Lăng, đại sư huynh có một chiếc túi gấm tặng đệ. Sư phụ từng nói, chỉ khi đệ xác định rõ tín niệm mới có thể hợp nhất dạng tượng. Các huynh xem, đây là bùa hộ thân mà sư phụ làm riêng cho ta đấy. Ta cũng có, ta cũng có, ta cũng có. Sư phụ nói nó có thể bảo vệ bình an, chúng ta phải cất kỹ đấy. Đại sư huynh, chúng ta cùng nhau đi cứu bách tính Gia Châu. Vẫn chưa chết sao? Bớt đi nguyên khí đan, ngươi chẳng là cái thá gì. Ngươi kháng cự mọi sự ấm áp, tất nhiên không thể hiểu cội nguồn sức mạnh của ta. Giờ rốt cuộc ta đã hiểu rốt cuộc tín niệm mà sư phụ nói là gì. Chỉ khi một người thật sự mất đi mới biết sự ấm áp bình lặng mà chân thật là đáng quý biết bao. Những ấm áp mà ngươi nói chẳng qua là biểu hiện cho sự hèn yếu của ngươi. Trên thế gian này chỉ có thể vượt lên ngự trị những kẻ khác, đây mới là quy tắc sinh tồn duy nhất trên thế giới này. Đó là vì trong mắt ngươi tràn đầy tâm tối, thế nên không thể nhìn thấy ánh sáng. Chẳng qua ngươi đã bị những bất hạnh trong quá khứ che đi đôi mắt mà thôi. Ta không hiểu thế nào là tâm tối. Ta chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Chỉ cần đủ mạnh, ta sẽ có được ánh sáng của cha mẹ. Ta sẽ có được ánh sáng từ sư phụ. Thậm chí ta có thể có được ánh sáng của chính các ngươi. Ngươi thì biết cái gì? Dựa vào đâu mà ăn nói ngông cuồng? Tướng quân, ngươi đã mất đi nguyên khí đan. Vì sao? Vì yêu mới là suối nguồn của tất cả sức mạnh.
Nguyễn Di. Mẹ, tốt quá rồi. Cha, nương tử, tướng quân, tướng quân. Lưu tướng quân, Lưu tướng quân. Tướng quân, đại sư, đi thôi. Đại sư mong sư.我这个手可危险了，你不能碰。怕他就直说。不是怕疼，我是说完词儿，你再抓我手。此趟一战，群落姑娘已经受伤，玉玲也控制不了自己的功力，我看不中的话，你俩先回去吧。啊，哥，我插个嘴啊，都到这儿了，下回有屁早放。哎，嗯。 对不起，都到这儿，下回有屁早放。哎，啊！